Sau 6 ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 đã bế mạc vào chiều ngày 6 tháng 7. Tại phiên bế mạc, sau bài phát biểu làm rõ thêm một số nội dung với các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đã phát biểu bế mạc như sau. Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau 6 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra theo đúng kế hoạch. Và đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Hội đồng Nhân dân thành phố đã vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ trọng tâm giải pháp 6 tháng cuối năm. Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua 19 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có 11 nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 18 chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo nghị quyết 35 của Quốc hội và đã bầu bổ sung 3 phó trưởng ban chuyên trách của 3 ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Các vị đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị kỳ họp chu đáo của các cơ quan chức năng với nhiều nội dung lớn và khó, đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, trí tuệ của các cấp, các ngành trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, đảm bảo kỹ lưỡng, công phu, chất lượng, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, qua các báo cáo, đề án, tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất nhận định. 6 tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh chung của cả nước, thành phố tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng xấu và diễn biến phức tạp của suy thoái kinh tế thế giới. Song, dưới sự lãnh đạo, điều hành và kiên quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và với sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp, của các tầng lớp nhân dân thủ đô, kinh tế thủ đô tiếp tục tăng trưởng. Công tác an sinh xã hội được chăm lo đảm bảo. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin được quan tâm và triển khai tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt và có những mặt tiến bộ. Thực hiện 5 kỷ cương hành chính, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục đạt được một số kết quả. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh các kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như tăng trưởng kinh tế còn thấp so với kế hoạch đề ra, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thủ đô còn hạn chế, nợ xấu có xu hướng tăng, thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ, tiến độ triển khai nhiều dự án trọng điểm còn chậm, chất lượng hiệu quả cải cách hành chính còn những mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thủ đô. Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và thống nhất quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013. Trong đó, các cấp các ngành cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chủ trương của thành phố về những giải pháp chủ yếu để chỉ đạo điều hành, thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ năm 2013 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Và về các giải pháp cụ thể thì đã được thể hiện rất rõ trong bài phát biểu đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa trình bày tại kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là những cơ chế chính sách đặc thù của thủ đô, là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Với tinh thần đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cần tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đã được ban hành đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát. Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hết sức chủ động, tăng cường phối hợp để tổ chức tốt việc tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, việc chấp hành pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố theo hướng thiết thực hiệu quả. Và ngay sau kỳ họp này thì sớm báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 7 tới cử tri của toàn thành phố. Hội đồng Nhân dân đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan về những vấn đề nổi cộng bức xúc được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở ngành được phân công đã trả lời chất vấn. Những câu chất vấn trực tiếp của đại biểu Hội đồng Nhân dân được nêu ra là hết sức sâu sắc, xây dựng, đi vào các vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm. Qua hoạt động chất vấn, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành tập trung giải quyết có hiệu quả các nội dung được nêu theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian thực hiện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và báo cáo với kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố ở phiên cuối năm. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo nghị quyết số 35 của Quốc hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung chương trình, quy trình theo nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo thực hiện chức trách nhiệm vụ của 18 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm thể hiện thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực vào hai nội dung là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất đạo đức lối sống. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện quyền giám sát các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành thời gian thỏa đáng để các vị đại biểu thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, công tâm, khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 đồng chí là sự ghi nhận, động viên, khích lệ kịp thời của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, đồng thời cũng là sự nhắc nhở đối với các đồng chí để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã kiện toàn nhân sự bầu bổ sung 3 đồng chí Phó trưởng Ban chuyên trách, 3 ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định những kết quả đạt được, những đổi mới trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách trong năm 2013 theo tinh thần nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, của Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, các cấp, các ngành, các đoàn thể của thành phố, các quận, huyện, thị xã. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, cộng đồng trách nhiệm của cử tri và nhân dân thủ đô, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội đã động viên, góp ý, chia sẻ
cùng thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xin cảm ơn cán bộ nhân viên văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đã đóng góp tích cực, trách nhiệm vào thành công của kỳ họp. Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, sự đổi mới, nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô, thành phố chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2013, thiết thực kỷ niệm 5 năm thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thủ đô. Cuối cùng, xin được kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14. Xin trân trọng cảm ơn.